Xin chào cả nhà. Hôm nay mình rất vui được chia sẻ với các bạn một bí quyết cực hay để cây trồng luôn khỏe mạnh. Đó chính là Trichoderma, một loại phân bón đặc biệt chứa nấm tím, nấm xanh và nấm trắng. Vậy Trichoderma là gì và tại sao nó lại quan trọng đến thế? Cùng mình tìm hiểu nhé. Trichoderma là một loại nấm có ích, giúp cây trồng của chúng ta phát triển tốt hơn. Loại nấm này không chỉ làm đặt tơi xốp mà còn bảo vệ cây khỏi các loại bệnh tật. Điều tuyệt vời nhất là Trichoderma kết hợp được với nấm tím, nấm xanh và nấm trắng, tạo ra một môi trường đa dạng và tốt cho cây. Nấm tím có tác dụng tuyệt vời trong việc cải thiện đất, giúp đặt tơi xốp và giữ nước tốt hơn. Nấm xanh thì giống như vệ sĩ của cây, bảo vệ cây khỏi vi khuẩn và virus gây hại. Còn nấm trắng thì giúp cây hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, từ đó cây phát triển nhanh và khỏe mạnh. Sử dụng Trichoderma cực kỳ đơn giản luôn. Bạn chỉ cần trộn Trichoderma với đất hoặc phân bón trước khi trồng cây là được. Ngay khi cây bắt đầu mọc, các loại nấm này sẽ hoạt động ngay, bảo vệ và nuôi dưỡng cây trồng của bạn. Hơn nữa, Trichoderma rất an toàn cho môi trường và sức khỏe của chúng ta. Không giống như phân bón hóa học, Trichoderma không gây ô nhiễm đất hay nguồn nước. Điều này giúp bảo vệ môi trường sống và sức khỏe của cả gia đình. Mình đã chia sẻ với các bạn về Trichoderma và những lợi ích tuyệt vời của nó rồi đấy. Nếu bạn muốn cây trồng luôn xanh tốt và khỏe mạnh, hãy thử dùng Trichoderma ngay nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ bấm thích và đăng ký kênh để đón xem thêm nhiều bí quyết chăm sóc cây trồng hữu ích. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Darplan.vn